Nếu có một hiện tượng mà 99% đàn ông châu Á đều từng chứng kiến thì đó chính là cảnh nhậu xong là bắt đầu có chuyện. Có những người bình thường thì hiền như cục đất, mở miệng không nói nặng lời với ai bao giờ, đi làm thì gương mẫu, gặp ai cũng gọi dạ bảo vâng. Thế mà chỉ cần vài cốc là mặt đỏ, mắt trợn, giọng to như là loa phường, gặp ai cũng tưởng người ta khinh mình rồi bắt đầu để mị nói cho mà nghe. Mà nếu mà không ai can, rất dễ leo thang thành gây sự hoặc đánh nhau. Cảnh đó quen đến mức mọi người thừa nhận một chân lý: người say uống càng nhiều thì càng dễ nổi nóng. Nhưng câu hỏi lớn hơn là tại sao? Điều gì xảy ra trong não và trong tâm lý khi người say khiến họ hành xử như vậy? Và có nghiên cứu khoa học giải thích đàng hoàng cái chuyện này. Chúng ta phải nhìn ở một số góc độ như thế này. Mặt sinh học, tức là khả năng chịu đựng của con người. Có người uống ít thì say, có người uống nhiều mới say. Mặt tâm lý, tức là não nó đang xử lý như thế nào và các mặt khác. Và khi mà chúng ta tìm hiểu hết thì chúng ta sẽ thấy rằng không phải là những người say họ muốn gây sự đâu, mà họ gần như là không điều khiển được mình nữa. Họ bị não bộ phản đối. Nhưng lời khuyên vẫn luôn là hạn chế rượu bia các bạn ơi. Trước tiên là nói về mặt sinh học, vì đó là thứ thường diễn ra đầu tiên. Khi mà một người bắt đầu uống rượu, bắt đầu uống bia thì thứ đầu tiên bị ảnh hưởng không phải là tay chân, không phải là mồm miệng, mà là bộ phận thông minh nhất của cơ thể. Đó là vỏ não trước trán. Đây là cái vùng chịu trách nhiệm cho lý trí, cho kiểm soát bản thân, cho việc hiểu đúng hay là sai và cho quyết định hành động. Khi tỉnh táo thì vùng này giống như một ông cảnh sát đứng ở giữa ngã tư, điều phối cảm xúc rất là hợp lý, kìm những cơn giận dữ vô nghĩa và giữ chúng ta không hành xử dại dột. Nhưng mà khi rượu vào thì lời ra, rượu vào cơ thể rồi thì hình dung là cái vùng kiểm soát này nó đi ngủ. Nghiên cứu của Đại học Missouri tại nước Mỹ cho thấy, chỉ cần nồng độ cồn lên đến mức 0,08%, vùng vỏ não trước trán đã giảm hoạt động từ 25-40%. Mà khi cái bộ phận này giảm hoạt động, con người trở nên bốc đồng hơn, dễ phản ứng quá đà hơn và không còn cân nhắc hậu quả. Nghĩa là nếu mà ta tỉnh, ta còn tự hỏi liệu có cần phải cãi lại không nhỉ? Liệu có cần phải phản ứng không nhỉ? Khi ta say, câu nói đó sẽ biến mất. Thay vào đó, nó hỗn láo với mình à, phải nói lại cho nó biết mới được. Não không còn cơ chế để mà lọc những cái thông tin kiểu như vậy nữa. Người say không còn phân biệt được tình huống có nguy hiểm hay không, đúng hay sai ra sao và cũng không kiềm chế được nữa. Đó chính là lý do nền tảng khiến một con người bình thường trở nên dễ gây sự khi mà say. Song song với quá trình ấy, rượu lại kích hoạt một vùng gọi là trung tâm xử lý cảm xúc bản năng. Cảm xúc bản năng là gì? Là giận dữ, là sợ hãi, là nghi ngờ, là hiếu chiến. Khi mà cái trung tâm này bị rượu nó kích hoạt và bắt đi ngủ thì những cái cảm xúc nguyên thủy tăng tốc. Ta có một tình huống không thể nguy hiểm hơn, cảm xúc bùng nổ mà không có ai kiểm soát. Giận dữ, sợ hãi, nghi ngờ, hiếu chiến, nó không chỉ là cảm xúc có ở con người đâu, mà cảm xúc có ở những loài động vật khác nữa. Và chúng ta gọi đó là cảm xúc bản năng hay là cảm xúc nguyên thủy. Đó là lúc người say dễ cảm thấy bị xúc phạm, dễ khó chịu, dễ tự ái, dễ nổi nóng với những chuyện mà bình thường họ chẳng bao giờ quan tâm. Một cái liếc nhẹ thì lại bảo là nhìn đều, một câu nói đùa vô thưởng vô phạt lại bảo là nói đều, một va chạm nhỏ lại bảo là đánh đều, vân vân và vân vân. Mà khi não đã hiểu sai, cảm xúc bùng lên gần như là ngay lập tức. Và một lần nữa, điều này lại có nghiên cứu hẳn hoi. Một thí nghiệm của Đại học Ohio đã cho nhóm những người uống rượu, tức là cũng phê phê rồi, xem những hình với những gương mặt khác nhau và yêu cầu đánh giá. Kết quả là gì? Cái nhóm này họ liên tục đánh giá những gương mặt bình thường, những gương mặt trung tính là những gương mặt đang gây thách thức. Họ cảm thấy người khác đang coi thường mình, dù thực tế thì chẳng ai có ý đồ đó. Từ nhận thức sai đến gây sự, chỉ cách đúng một câu nói. Thế nên các cụ mới có lời khuyên, tốt nhất là đừng nên gây sự với những ông say. Một nguyên nhân nữa nằm ở một thứ gọi là serotonin, nghe hơi phức tạp, nhưng nó là hormone kiểm soát trạng thái bình tĩnh. Rượu, bia sẽ làm cái hormone này giảm mạnh và khiến cơ thể dễ nổi cáu, dễ kích động, khó làm chủ cảm xúc. Một nghiên cứu cho thấy 70% các vụ ẩu đả ngoài đường ở nước Mỹ đều liên quan đến rượu, không phải vì rượu làm người ta ác đi, mà rượu đã làm giảm cái hormone serotonin này, khiến người ta phản ứng theo bản năng hơn là lý trí. Như vậy, về mặt sinh học, rượu vừa tắt phanh, vừa nhấn ga cảm xúc, vừa làm mờ mắt, vừa tăng ảo giác, nó là một combo hoàn hảo để dẫn đến việc gây sự. Nhưng sinh học mới là một phần bề nổi, phần sâu hơn thì nằm ở tâm lý. Người ta thường nói là rượu thì làm lộ tính cách của một người, hay là rượu vào thì lời ra. Khi say, cái phần con người nó bị giấu trong sâu thẳm sẽ trồi lên. Những người vốn tính nóng, dù đang cố tỏ ra nhẹ nhàng cả ngày, tối uống vào thì lại nóng hơn. Người vốn có lòng tự ái cao nhưng luôn kìm nén, khi say sẽ trở nên cực kỳ dễ tự ái. Người vốn hay khóc thì khi say khóc tu tu.
người vốn có cảm xúc tiêu cực bị dồn nén, khi say sẽ tiêu cực hơn nữa. Một nghiên cứu trong 10 năm của Đại học Kent ở Anh đã nhận định có đến 85% hành vi gây sự khi say xuất phát từ những người bị đè nén. Đó là sự tự ti lâu ngày, sự giận dữ chưa được giải quyết và nhu cầu khẳng định bản thân. Tôi phải là thế nọ thế kia và đến lúc say, tao phải là thế nọ thế kia. Khi tỉnh táo, người ta còn tự nhắc mình, thôi bỏ đi có cái gì đáng đâu. Nhưng khi say, cái sự cân nhắc này nó biến mất, não chỉ còn nghe tiếng thì thầm quen thuộc. Nào mày phải thể hiện đi, mày phải nói cho nó biết chứ. Rượu bia thì không tạo ra xung đột, mà nó lấy cái xung đột đang nằm in trong lòng và nâng lên gấp nhiều lần. Bác sĩ tâm thần James Milam còn đưa ra một nhận xét rất đáng suy nghĩ. Rượu khiến con người trở thành một đứa trẻ con. Trẻ con thì sao? Trẻ con thích gì thì nói đấy, giận là khóc, tức là đánh. Chỉ khi lớn lên, con người mới học được cách kiềm chế, học cách giữ ý chí, học cách cư xử cho phải phép. Nhưng khi say, những cái sự kiểm soát đó sẽ không còn tồn tại nữa và con người lại trở thành trẻ con. Vì vậy, khi gây sự, rất là dễ cảm tính, rất nóng nảy, rất dễ leo thang, đó chính là người say. Nhưng để cái chuyện gây sự thực sự diễn ra, chỉ có sinh học và tâm lý là chưa đủ. Còn thêm một yếu tố nữa, đó là môi trường và văn hóa nhậu. Gọi văn hóa nhậu thì nghe nó hơi văn hóa nhưng mà thôi vẫn phải gọi như vậy. Trong văn hóa Á Đông, đặc biệt là Việt Nam, rượu bị nhiều người gắn liền với sĩ diện. Nhiều người lại bảo là uống để khẳng định bản thân, uống để chứng minh mình không kém ai cả, cái gì gì đấy. Tôi không tin là như vậy. Nhưng tốt nhất là uống để giữ hòa khí. Và đôi khi điều đó đã khiến cho bàn nhậu trở thành một cái sân khấu mà vô tình ai ngồi vào cũng phải giữ phong độ. Khi say, nhu cầu chứng tỏ bản thân càng mạnh và sĩ diện càng dễ bốc đồng. Đó chính là mồi lửa hoàn hảo cho việc gây sự. Một điều thú vị là người say thường không say một mình mà say khi có bạn bè xung quanh. Tức là có khán giả. Có khán giả thì lại càng dễ muốn làm lớn chuyện. Tâm lý này được các nhà xã hội học Nhật Bản gọi là giảm trách nhiệm xã hội. Tức là khi uống rượu, con người tin rằng hành động của mình sẽ được tha thứ. Họ dễ hung hăng hơn, mạnh miệng hơn, bốc đồng hơn vì sẵn trong đầu có một tư tưởng. Tao mà say à, có gì đâu. Thêm vào đó thì nhiều cuộc gây sự bắt đầu từ những câu nói tưởng như vô hại. Ví dụ như là mày uống yếu vậy, hoặc nó coi thường mày kìa, thằng kia nhìn đều quá, vân vân và vân vân. Những điều này cộng với việc cơ thể con người đang rất mệt khi say, đường huyết giảm, cơ chế cân bằng bị rối loạn, cơ thể mất nước, nên một người say bao giờ cũng dễ cáu hơn. Cộng thêm với rượu, mức kích động tăng vọt và ngưỡng chịu đựng trở nên cực kỳ thấp. Đó là lý do chỉ một câu nói trêu nhẹ cũng khiến người say nổi nóng. Vậy là khi chúng ta tổng hợp cả các yếu tố về sinh học, về tâm lý và văn hóa, ta thấy một hình ảnh rất rõ ràng. Người say không cố ý gây sự, họ chỉ đang phản ứng trong trạng thái mà não bộ bị tê liệt khả năng kiểm soát, cảm xúc bị phóng đại và môi trường xung quanh đang đẩy họ gần hơn tới xung đột. Đó là lý do có câu đừng nói chuyện quan trọng với thằng say. Vì lúc đó, họ không phải là họ, họ là phiên bản méo mó nhất của bản thân. Bản năng không kiểm soát được, cảm xúc không kiểm soát được, hành vi không kiểm soát được. Nếu muốn tránh xung đột khi ai đó đang say, cách tốt nhất là không uống, cách tốt nhất là không tranh luận, không kích đều, không bắt người ta phải giải thích cho rõ và tốt nhất là tránh những câu chạm vào lòng tự trọng của những người ấy. Chỉ cần không chạm vào cái tôi lúc đó, không ai muốn gây sự cả và khi tỉnh lại, họ có khi cũng chẳng nhớ vì sao lại nổi giận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi video này, chúc các bạn tỉnh táo và không say. Nếu cảm thấy thú vị và vẫn còn tỉnh táo, hãy nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Thank you.